Xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ thống kê lại tất cả các app trong trong quá trình chuẩn bị nhận thưởng và các app nào mà nhận thưởng rồi thì mình không nói đến nữa. Và hôm nay mình sẽ thông báo những app chuẩn bị nhận thưởng như sau. Thứ nhất là Kèo Economics nào anh em đang làm và chúng làm xong rồi thì anh em chưa xác minh á, thì anh em nhanh trí nha, nhanh chân xác minh nha, xác minh tài khoản để ngày 10 tháng 1 sắp tới là anh em sẽ được rút về ví và bán token nha. Thì nó sẽ cho chúng ta rút 50% token về ví và bán, còn 50% thì nó sẽ được rút vào mỗi tháng là 25% trong vòng 2 tháng. Ok anh em, đó là Economics. Thì hàng ngày anh em nên vào chỗ cái mục lọc rơi này đó, anh em chọn một số ngẫu nhiên. Hôm nay mình chạy chọn số 573 nha, là nó sẽ quay thưởng trong vòng bao nhiêu tiếng đó. Đó, thì chiều nay là nó sẽ ra kết quả cho anh em. Ừ, thì cái chương trình này nó miễn phí, không có tốn đồng nào hết. Rồi và cái app tiếp theo đó, app Mon Network nè. Thì app Mon Network này anh em nào chưa xác minh tài khoản á, và xác minh tài khoản mà chưa thành công, anh em nhanh chóng xác minh lại nha. Đấy, thì đây mình đã xác minh thành công và ngày 5 tháng 1, ngày 5 tháng 1 sắp tới là quay ngày 5 tháng 2 á, mình sẽ được quy đổi ra cái môn môn X nha. Và cái chương trình xác minh này á chỉ kéo dài trong vòng từ đây đến ngày 31 thôi nha anh em. Qua ngày 31 là anh em không được xác minh nữa nha. Cũng mình lưu ý nha, cái mục hồ sơ cá nhân trên cái app Mon Network á, app Mon Network app này nè, thì chúng ta phải lưu ý là cái hồ sơ á, anh em phải xác minh cái Gmail trước trước khi anh em KC nhá. Còn anh em nào chưa xác minh Gmail á, là KC sẽ bị fail nha, bị thất bại nha. Đây thì anh em nhìn trên màn hình đây thì có cái chữ xúc kết này á, KC xúc kết này có nghĩa là thành công rồi. Còn anh em nào mà thất bại á, cái bước cuối này anh em nhấn vào. Anh em để ý cái video này nè, cái video mình này có nói là anh em nên lưu ý cái Telegram và Discord, thì cái tài khoản Discord anh em nên tải về nha. Đây, cái tài khoản Discord này anh em nào chưa chưa có thì anh em tải về và đăng ký nha. Khá chỉ là nhanh, không lâu đâu. Xong xong đó anh em xem lại video này. Mà nhấn vào cái đường link nha, Zone Telegram này, anh em nhấn vào đây nha. Xong anh em bấm vào Telegram này, bấm hay nè. Ok anh em, sau đó anh em bấm ra này, bấm vào setting này, copy, dán lên. Xong anh em dồn vào cái Discord nha. Đấy. Đấy, hai cái phần này khá quan trọng nha anh em nên làm chính xác nha. Chấp nhận là mời này. Xong anh em bấm ba gạch này. Bấm ba gạch chỗ này này. Nhấn vào cái đầu người này. Lấy cái tay này nha, tay mình là cái tay này, văn phước 12 sạc 8434 này. Ok anh em, xong nha. Sẽ phê duyệt trong 24 giờ. Nếu như mà 24 giờ sau anh em làm không đúng thì anh em có thể làm lại. Thì trong quá trình này nó khá chỉ là nhiều người xác minh nên là app cũng gì chưa xong. Anh em là cố gắng làm thì nhanh chóng là gửi mail cho support để support hỗ trợ nha. Và anh em nào đăng ký sẽ thành công rồi thì cố gắng đào từ đây đến ngày ngày 5 tháng 2 anh em sẽ được quy đổi ra môn X và bán nha. Giá trị của môn X rất là cao. Anh em lưu ý nha. Và tiếp theo đó là cái kèo có tên là BCCA. Thì cái kèo này mình làm bên ví phụ, không làm ví ví này, ví bên này đây. Em chờ một xíu mình vào tài khoản này nha.
Đây anh em bấm vào âm rút này, thì những người nào mà mua rồi á, thì sẽ được rút về ngày hôm nay. Anh em cái xuống đây này, anh em bấm vào chữ claim này. Rồi, mình có nói phí vào này. Thì đây, nó có nói là BSS pre-sale này, có nghĩa là những người mua trước á thì sẽ được rút vào ngày 11 giờ UTC ngày 26 ngày hôm nay này. Và những người nào mà chưa những người mà làm BSS anaerobe này, nó nói này là sẽ được nhận vào ngày 2 tháng 1 này anh em. Ok nhá. Thì đó là cái ứng dụng là BCA, cái kèo BCA của chúng ta. Và cái kèo tiếp theo, những kèo tiếp theo sau đây là những kèo chatbot nha. Ok anh em, thì tỷ lệ chatbot, thì những kèo chatbot này á, thì nó nằm trong tỷ lệ là 50-50 thôi, chứ không phải là 100% anh em nhé. Kèo nào nó trả về thì chúng ta nhận, còn kèo nào nó không trả về thì chúng ta bỏ thôi. Đấy, thì 30 con bot thì nó có thể là về 5 đến 10 con thôi, chứ không có nhiều. Hoặc là 100 con thì chỉ về đến 5-10 con hoặc 20 con thôi, chứ không có kèo nào nó cũng về nha anh em. Anh em lưu ý là như vậy. À, hôm nay mình sẽ đi vào cái kèo này. Thì ngày kèo này là thì mình copy ra nha, có tên là Anisex Kingdom này. Thì mình copy cái dòng này để mình xem ngày bao nhiêu nó chạy thử nha. Ok, kèo Anisex Kingdom này nó phải thông báo vào ngày 30 tháng 12 nha. Rồi, ngày 30 tháng 12 anh em nhớ vào bot để withdraw ra nha. Ok, xong. Đó là kèo Kingdom. Còn kèo tiếp theo là kèo Honest Wallet này, thì nó không có thông báo ngày nhận thưởng, chúng ta không biết được. Và cái ngày kèo tiếp theo là kèo Metabase này. Đây, thì Metabase Android này chúng ta bấm withdraw để xem ngày nhận thưởng này. Đây, ngày 10 tháng tháng mấy đây, copy ra nha. Ok, ngày 10 tháng 1 chúng ta sẽ được nhận thưởng nha. Còn tỷ lệ nhận thưởng là 50-50 nha anh em. Không phải là hên xui mới trúng thôi, chứ còn 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 chắc ăn hay không thì không có biết được nha. Nó không xù thì chúng ta có, còn mà nó xù thì thôi. Ok, thì kèo Sparker Crypto này ngày 10 nó cũng sẽ trả về nè. Ngày 10 tháng 1 chúng ta cũng được nhận thưởng này. Để mình copy ra cho anh em xem nhá. Đây, Sparker ngày trả thưởng nào vào ngày 10 tháng 1 nha. Và tiếp theo, kèo tiếp theo. Ok, kèo này là kèo Meta Channel Coin nha. Kèo này nó cũng không có cái này nhận thưởng nè. Ok, thì cái để đó thôi. Không có nhận thưởng thì chúng ta cứ làm xong để đó thôi. Ok, kèo này cũng không có nhảy nhận thưởng luôn em. Nhưng chúng ta không có nhảy nhận thưởng thì thôi bỏ qua này. King Best Airdrop này. Ok, kèo này cũng không có ngày nhận thưởng luôn. Đây mà token Airdrop này. Rồi, bot cũng goodbye rồi này. Chuẩn bị trả thưởng này. Đây, Gentle One thì ngày 11 tháng kèo này thì ngày 11 tháng 1 nó sẽ trả thưởng này. Gentle Aerobe này. Còn mấy kèo random này á, thì nó không không có cày nhận thưởng anh em, nó chỉ công bố thôi. Nó công bố rồi nó cho chúng ta về thôi, chúng ta nhận thôi. Ok,
Kèo Big Match này thì ngày 31 là end rồi nha anh em lưu ý nha. Kèo Big Match này ngày 31 end, và ngày ngày hạ tháng 2 nó sẽ cho chúng ta, ngày 1 tháng 2 nó sẽ cho chúng ta nhận thưởng này. Ok, thì kèo C31 này cũng nhận thưởng rồi, không nói đáng nữa. CZ này thì mình cũng không nhận được, kèo này mình cũng không nhận được luôn. Kèo này thì về rồi anh em, kèo MBC GC này nó về rồi. Ok, và kèo nữa đó là ok, thì kèo này end rồi, kèo này end ngày 20 rồi, và trả thưởng là về luôn rồi, nên là mình cũng xóa bớt luôn, đi lấy luôn nha. Kèo nào về chúng ta đây lại đi lấy luôn nha. ARCoin Unrope này anh em. Ok, ngày 31 trả thưởng này. Và hội kèo này cũng end luôn rồi nha anh em, ngày 31 trả thưởng này. Chuckie Unrope. Kèo này như end rồi. Ừ, end rồi anh em. End rồi mà sao nó chưa về ta? Ok, kèo này random. À, kèo này random anh em. Random nên là không trúng thưởng này, nó không về. Kèo chấp bay này random. Không về xóa bóp luôn cho rồi. Cho mà đi luôn. Lấy kèo luôn, bay màu luôn. Rồi, kèo BB hút ten này. Static này. Cái này thì ok 30 này, copy ra dịch ra cho em thấy mất công nữa. Một số anh em không biết tiếng Anh, copy dịch ra. À, sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 12 và trả thưởng trong vòng 2 tuần. Thì đầu tháng 1 là tầm ngày 15 tháng 1, cho từ đầu tháng 1 đến ngày 15 là nó sẽ trả thưởng cho anh em cái kèo này. Ok nhá. Ok, và baby lot về rồi này. Cá khô, bò khô này về rồi, mình cũng không nói đến nữa. Kèo này thì làm anh em làm mà auto về luôn, nhưng mà kèo này không ăn, không thua. Open chim này, open chim thì kèo này không biết ăn chưa, nó không có thông báo ngày anh em. Kèo nào nó thông báo ngày thì nó dễ, kèo không có thông báo ngày như thế này không biết lần đâu mà lần hết. Rồi kèo tiếp theo là Sibagot này, Sibagot này thì cứ đi ráp này, đây ngày 20. Ôi. À, kết thúc rồi ngày 20 tháng 1 rồi. Sẽ kết thúc vào 20 tháng 1 và trả thưởng vào ngày 1 tháng 2. Ok anh em, sẽ trả thưởng vào ngày 1 tháng 2 nhá. Trả si ba quốc là anh em vẫn còn làm được đến ngày 20 tháng 1. Ăn đủ sao càng ngày nó càng gia hạn ra vậy ta. Ừ, rồi đến ngày 1 tháng 2 luôn anh em, ngày 1 tháng 2 luôn là 2 tháng nữa luôn anh em, lâu khá lâu. Ok, kèo Sparkword và kèo tiếp theo là kèo Dragon Versa Arrow. Kèo này thì mình không thấy cái màu của nó, chưa thấy cái màu nó, chưa thấy cái màu con ăn con này. Kèo này mình không làm, xóa bot luôn cho rồi.
Cái này mình cũng làm, cái này khó quá mình cũng không làm, xóa bớt luôn. Ok, cái này mình cũng không làm luôn. Đây, kèo này thì nó chuẩn bị, nó cũng end rồi này, chuẩn bị end rồi này. Tháng 2 này, tháng 2 nó sẽ trả thưởng này. Đa số bot nó về lâu lắm anh em. Nó không như mấy kèo đầu coi thì nó có ngày cụ thể luôn. Channel phim Philly tụ lưa thức lưa. Kèo này thì 200 này, nhưng mà không biết ngày nhận này. Cái để đó thôi, không biết thì để đó. Uban này. Uban được copy ra này. Thấy ngày 1 rồi đó, ngày 1 mà tháng mấy không chưa biết được. À, bắt đầu 1 tháng sau idol này. Lewis Protocol này, Ansela, ui kèo này random, random là có thể trả là hoặc là không trả, kèo này cũng random luôn. Ok, hết rồi anh em, chừng đó thôi. Nói chung là làm chừng đó thôi. Khá nhiên là nhiều kèo. Một số kèo thì về rồi mình không có đề cập đến. Còn kèo nào về chưa về thì mình mới nói thôi. Và kèo cả kèo Barbie Dot Aerod này nữa. Quỷ cha mà bác nó không về cho mình. Mình làm mấy ngày trời mà nó không về cho mình. Làm gần cả tháng rồi anh em. Trả vào ví, trả tự động trả vào ví trong vòng 48 tiếng nhưng mà nó không về anh em, nó xù luôn anh em. Cay cay thế nhờ. 15 người chứ chi. Top rep này được 15 người này anh em, nó không về anh em. Cay. Không về thì bỏ thôi. Biết sao giờ. Ok, hết rồi anh em. Như vậy thôi nha. Chúc anh em thành công.